chiếc xe đạp có chiều dài 55,16m, được lên ý tưởng bởi Ivan Schork, 39 tuổi, người Hà Lan. Để hoàn thành dự án đầy thử thách này, Schork đã tập hợp những người có cùng chí hướng tại quê hương Prinsenbeek của mình, nơi nổi tiếng có nhiều người am hiểu về công nghệ. Họ đã cùng nhau dành khoảng 4 năm, không tính 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19, để chế tạo chiếc xe đạp dài nhất thế giới, một phương tiện bằng kim loại cần ít nhất 2 người lái. Sau khi lập kỷ lục, phần khung giữa của chiếc xe đạp đã được trả lại cho công ty sản xuất kim loại ở Breda, bởi đây là phần họ đi thuê chứ không phải trực tiếp chế tạo. Phần còn lại sẽ được trưng bày tại bảo tàng lịch sử địa phương ở Prinsenbeek, trở thành điểm đến thu hút du khách và là nguồn cảm hứng cho những ai đam mê sáng tạo và chinh phục thử thách.